Hello tất cả mọi người nha. Chào toàn thể anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Chúng ta từ Bắc vào Nam. Hôm nay thực sự mình phải nói một điều cực kỳ phấn khởi. Sau hơn 2 tháng đi thả lờ cá, hôm nay là một ngày phải nói cực kỳ vui mọi người. Hôm nay mình, đây này, mọi người xem này. Hôm nay mình lấy riêng cái lờ này là bốn bốn chú lóc và một chú cô đồng. Đây là lịch sử lần đầu tiên một cái lờ nó vào nhiều đến mức độ như thế. Còn đây đây mọi người thấy không? Đấy, bốn con luôn, một con rô đồng, bốn con lóc. Mình mới thả từ ngày hôm qua thôi nhá, mới thả sáng qua thôi vì mình gần nhà mà. Mình thả xong rồi mình đi cứ sáng thả, sáng nay thả, sáng mai đi 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 thăm. Đây này mọi người thấy này, ôi trời ơi, thật sự là ôi, tôi sung sướng như cái sợi luôn. Mọi người thấy này, có một con cũng hơi bé một tí, tầm một lạng, còn lại là bốn lạng, tầm bốn lạng cực kỳ luôn mọi người. Ôi trời ơi, lý tưởng luôn. Tôi đưa lên cái đá, đưa lên trên này trên bờ để mà bắt nó, còn đứng dưới này nó khóc, nó trượt khỏi tay là mất luôn. Ở đây cũng gần nhà của họ, nói sợ họ không nghe, mà mình đưa lên đây mình nói bé bé thôi. Đây đây mọi người thấy này, đây đây tiên đi thả mọi người ơi. Ừ, quay như thế này nhìn nó còn hơi bé bé đấy, thực chất là có ba con bự lắm, ba con phải con trên con bốn lạng, hơn bốn lạng. Cách đây 10 ngày mình được một con 1,6 kg và có một con khoảng tầm 1 kg nó rơi luôn. Đây con rô này, rô đồng rồi đây, béo bụng luôn này. Ôi giời ơi, quá sướng luôn anh em ơi. Rất là cảm ơn anh em ở trong miền Tây đã trao đổi kinh nghiệm cho toàn thể mọi người được biết. Đây là trong cuộc đời mới thấy đi 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 bẫy cá nó không có mồi, bỏ mồi cho nó không vào đấy, nó hay thế, không cần mồi mà cá lại vào nhiều. Đây con này thì cái bé này, cặp này đây. Ui, nó trơn quá mọi người, trơn quá, nó vật chịu anh. Con này nó mới vô hôm qua cho nên nó khỏe lắm, dễ sợ này. Con này trơn quá. Rất là cảm ơn anh em trong miền Nam, trong khu vực miền Tây, đồng bằng sông nước. Đây đây này mọi người thấy này, nó bự này, bự sướng, đen đen ngòm luôn. Đã chia sẻ cái cách đặt cá cho tất cả mọi người được biết, phải nói là dân miền Nam, phải nói là dân sông nước cá nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều. Mình sướng khoái lắm. Đây này, đây con thứ hai, thứ ba này. Ôi giời ơi, đây này thấy không? Đấy, trong này đây, rất là nhiều loài mọi người ạ, phải là cực kỳ luôn, sung sướng luôn đấy. Bốn con lóc, ba con bự, một con tầm một lạng, còn là thêm một con rô đồng nữa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình thả mấy con này, còn đây là cái thứ hai này. Cái này thì chỉ có một con đấy thôi, con cá thắt lát thôi, một thắt lát bự, thắt lát đây khoảng tầm hơn 2 lạng, vì thắt lát nó mỏng mọi người, con thắt lát nó to nhưng mà nó mỏng nhẹ, có được bằng bàn tay này. Đây. Đây rất là ok, rất là tuyệt. Và đây sông nước mênh mông, biển trời mênh mông mênh mông. Dạ. Đây nha. Ở phía dưới đồng bằng khu vực Đông Hà, Huế, Quảng Bình, rồi Đà Nẵng nó mưa, nhưng ở đây mưa mấy ngày này mưa ít lắm. Nếu mưa lớn á là cá nó sẽ vào nhiều. Đây, con này lạnh quá. Cái này chỉ được một con thắt lát thôi, cực kỳ
Nó tuyệt vời luôn. Mọi thấy không? Đây, 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 đây. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời nha. Ôi trời ơi. Thật là ghê, rồi cắt thịt ra xay, trộn thêm ít thịt nữa. Xay ra làm viên, nấu với chuối, chuối chát ấy, rất là ngon mọi người. Thật là, đây còn đây là cái lông thứ 3 này. Lông này là toàn là cả cá diếc, 4 chú diếc, 3 chú bự, 1 chú vừa vừa. Đây, cá diếc này mình cũng rất đam mê này. Mình thích nhất là, phải nói một điều rằng là thích nhất là cá rô đồng. Thứ nhì là cá diếc, cho bự, có trứng, hấp ngày cứu ăn ngon lắm. Đây đây, nó vào cả đàn luôn. Cá diếc nó không vào thôi, nó đã vào là vào cả đàn. Kiếm khi nó vào một con, tôi đi, tôi bắt ở đây là nhiều rồi. Có những lúc là có 7-8 con luôn. Có hí hữu, có một lần được một con cũng cực kỳ là bự. Nhưng cả này bây giờ là về hấp ngày cứu, hấp rau răm, ngày cứu rau răm ăn thì rất là tuyệt vời. Này, hôm nay là một ngày cực kỳ thành công của đi đặt lưới cá. Tôi mua 12 cái. Như vậy là đặt ở khu vực này 6 cái, ở phía ngoài điểm thứ 2 là 6 cái. xong đây phải đi lấy điểm thứ 2. Mừng quá mọi người, rất là mừng. Phải nói là đây, bây giờ về là tôi được đổ vào đây lông, đổ vào trong số này. Bộ con cá lóc. Còn thật lạ đây mọi người này. Mọi người thấy rõ này, đây lóc này. Ôi dồi ôi. Đây là lần quá được một con lóc. Ngày này được 4 con. Thêm 4 con diếc, 1 rô đồng, 1 thật lát. 1 lông, 4 con lóc, 1 con rô đồng. Ngày này là ngày hiệu quả nhất. Như vậy trong tôi thì đi thả cá nó cũng nhiều đâu, chủ yếu thả đuổi bắt quái. Bắt quái thì chủ yếu là tôm kẹp, cá rô, rô phi, rô đồng vào. Nhưng mà cá lóc thì nó ngon. Con này thì bẻ nhất. Con này tầm 1 lạng. Đây. Con này tầm 4 lạng. Chiều nay rô đông cũng nhiều rồi. Nó bỏ rô đông tôi trữ lại. Một lần nhiều bắt đầu khó lên ăn, khó nghệ lên. Ăn ngon lắm, khó khô, khó nghệ, mặn ngọt đấy. Ăn rất là ok luôn. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem YouTube của mình nhé. Thì chia sẻ cho mình một like. Mình cảm ơn mọi người nhé.